Báo cáo với quý vị đại biểu và các nhà báo, các phóng viên. Phiên họp thì vừa kết thúc cách đây ít phút. Và ngay sau phiên họp, như thường lệ, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì cuộc họp báo hôm nay, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ. Đồng chủ trì cuộc họp báo hôm nay có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hùng Trường. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vũ Thị Hồng. Kính mời đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp báo. Thưa công chí các cơ quan báo chí và thưa toàn thể công chí phóng viên của các cơ quan báo. Trước hết thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chủ trì báo hôm nay thì xin được gửi lời chào, lời trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên đã về dự họp báo ở phiên thường họp thường kỳ tháng 5 hôm nay. Các đồng chí biết ý, thì ngày mùng 1, ngày mùng 2 thì Chính phủ họp phiên thường kỳ về tháng 5. Trong hai ngày, ngày thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì Chính phủ tập trung họp để bàn và đánh giá cho xây dựng các văn bản liên quan đến thực hiện các luật, pháp lệnh, đặc biệt là hai cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2016. Ở đây có thể nói là dành một thời lượng khá lớn tập trung cho vấn đề quan tâm đến xây dựng thể chế và các văn bản quy phạm pháp luật. Trong cái kiểm điểm rồi tiến độ chỉ đạo Thủ tướng ấy, thì cũng báo cáo các đồng chí phóng viên ấy, là hiện nay để thực hiện 13 cái luật và pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 thì chúng ta phải ban hành 37 cái nghị định và đến thời điểm 31 tháng 5 thì đã ban hành được 16 nghị định. Như vậy còn 21 nghị định chưa ban hành được. Trong đó có nhiều nghị định đang thực hiện các quy trình thẩm định của Bộ Tư pháp, lấy ý kiến của các bộ ngành. Việc thực hiện hai cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp thì chúng ta phải ban hành 49 nghị định. Đến thời điểm 31 tháng 5 thì đã ban hành được 35 nghị định. Còn 14 nghị định, trong đó có 10 nghị định đã được thẩm tra của Bộ Tư pháp, các cơ quan đang tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ ngành và chuyển Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Còn lại 4 nghị định đang trong quá trình soạn thảo và chuyển qua Bộ Tư pháp. Như vậy, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt cái việc mà hoàn thiện các thể chế, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện hướng dẫn các luật, pháp lệnh. Như vậy là quan điểm là không để nợ động các văn bản để hướng dẫn thi hành các luật và pháp lệnh. Nội dung thứ hai, bước sang ngày thứ hai thì Chính phủ dành một ngày tập trung thảo luận liên quan đến vấn đề đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng của 2016. Các bạn đã biết ý, trong điều kiện
ở khu vực và thế giới có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm rất cao của toàn Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các bộ ngành trung ương, thì trong cái năm tháng thì chúng ta cũng đạt được một số thành tựu rất quan trọng trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong đó thì chỉ số CPI thì năm tháng là tăng 1,88% so với tháng 12 năm 2015, và lạm phát bình quân năm tháng là tăng 1,78%. Ở chỉ số công nghiệp năm tháng là tăng 7,5%, so với cùng kỳ của 2015 là tăng 9,2%. Ở xuất khẩu tăng 6,6%, thì cùng kỳ của 2015 là tăng 7,3%. Đặc biệt là FDI thì năm tháng giải ngân được 5,8 tỷ đô la thế và tăng 17,2% so với cùng kỳ. Riêng cái vốn đăng ký FDI thì rất tốt, đăng ký được 10,16 tỷ đô la và gấp 2,4 lần so với cùng kỳ của năm 2015. Điều rất mừng nữa đó là năm tháng thì đã có 44.740 doanh nghiệp đăng ký mới, thế và có 12.999 doanh nghiệp. Thì năm ngoái và năm trước đó thì do khó khăn doanh nghiệp phải đăng ký tạm dừng sản xuất, thì đến nay đã tiếp tục đăng ký hoạt động trở lại. Đây là cái điều có thể nói là chúng ta cũng rất phấn khởi. Quan điểm chỉ đạo Thủ tướng, song song với việc ổn định kinh tế vĩ mô thì phải phấn đấu đạt mức độ về tăng trưởng 6,7% như nghị quyết của Quốc hội. Vì chỉ có tăng trưởng với đảm bảo được cân đối lớn, với đảm bảo được việc làm, với tăng thu ngân sách và với giải quyết được tất cả những vấn đề liên quan đến xã hội, an sinh xã hội. Với mục tiêu ấy, trong thời điểm hiện nay thì Thủ tướng chỉ đạo là không tăng giá điện, không tăng phí, không tăng lệ phí. Thế và cái lộ trình điều chỉnh tăng phí lĩnh vực giáo dục, tăng phí của lĩnh vực bảo hiểm y tế thì phải có lộ trình, không tăng đồng loạt. Các ông chỉ biết ý, thì giá dầu hiện nay ý, là đang ở mức 48-49 đô la Mỹ. Vậy thì mức trần CPI Quốc hội cho phép là tăng 5%. Toàn bộ tất cả các điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực về giá dịch vụ y tế, giáo dục là còn căn cứ vào cái giá biến động của giá dầu. Phí BOT, phí giao thông là không tăng. Phí giá sữa là giữ ổn định từ nay đến cuối năm 2016. Như vậy là Thủ tướng đã kết luận rất rõ tất cả liên quan đến cái điều hành. Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chỉ giữ những doanh nghiệp nhà nước cần nắm vững, cần nắm giữ liên quan lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp lớn, tầm vĩ mô có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Còn lại các doanh nghiệp khác không cần nắm giữ là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là cần đẩy mạnh vấn đề bán phần vốn cổ phần quần phần hóa ở các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ, với tinh thần ý, là chỉ đạo quyết liệt và coi đây là vấn đề nguồn lực để đầu tư cho phát triển. Về tỷ giá vay lãi suất của ngân hàng là Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo ngân hàng nhà nước xây dựng lộ trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ở trong đó quyết tâm là từ nay đến cuối năm ngân hàng nhà nước đưa ra kịch bản để giảm lãi suất
tạo điều kiện thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển. Sau hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết 19, Chính phủ ban hành nghị quyết 35. Như vậy, để tập trung tháo gỡ và tập trung tạo điều kiện thuận nhất, ngay cả cái việc mà ban hành 49 nghị định để thực hiện hai cái luật đầu tư, luật doanh nghiệp, với phương châm là tháo bỏ các rào cản, tháo bỏ giấy phép con để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế. Đấy, cũng báo cáo với các nhà báo và các vị như vậy. Ở trong chỉ đạo của Thủ tướng ấy, hết sức quan tâm cái việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan hành chính, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ở trong việc thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội và cái mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Ngay cả những cái việc mà liên quan đến tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề xe quá tải, quá khổ, vấn đề an toàn giao thông, tai nạn giao thông, vấn đề để một số tỉnh có nhiều trẻ em bị chết đuối trong thời gian vừa qua, là những vấn đề mà cũng được đề cập trong cái phiên họp của Chính phủ. Thì trách nhiệm của các chủ tịch, ủy ban dân các tỉnh, thành phố trong cái việc mà đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà người dân đang quan tâm ở các địa phương, vấn đề môi trường, xả thải đã giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường rà soát tất cả các cơ quan, các doanh nghiệp mà liên quan đến xả thải ra môi trường chung để chúng ta có một cái quản lý, có một cái điều chỉnh chung của phạm vi của cả nước. Đấy, thì cũng báo mới cáo với các cơ quan báo chí, với các đồng chí phóng viên báo chí như vậy. Ở trong cái phiên họp của Chính phủ thì tất cả những thông tin chi tiết thì sau này chúng tôi có cái thông cáo báo chí để gửi tới các bạn cơ quan báo chí, thì chúng tôi chỉ nêu một số những cái nội dung lớn thôi để các bạn biết là phiên họp Chính phủ vừa kết thúc xong, tập trung có hai lĩnh vực lớn, đó là vấn đề quan tâm vấn đề xây dựng thể chế, Chính phủ nghe các cơ quan báo chí về xây dựng những cái văn bản quy phạm pháp luật, rồi ngay cả vấn đề hai cái pháp lệnh sửa đổi, rồi ngay cả vấn đề liên quan đến các văn bản mà không nội động. Và đây là vấn đề chúng ta quyết tâm của Chính phủ là sẽ đảm bảo các điều kiện, các văn bản thực hiện các pháp lệnh và pháp luật. Thế và tập trung dành thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng cũng như là những cái giải pháp lớn tập trung cho phát triển kinh tế xã hội của 2016 và các năm tiếp theo. Xin được báo cáo với các cơ quan báo chí và các đồng chí phóng viên. Xin được báo cáo như vậy. Tôi là Phương Thảo đến từ báo điện tử Dân Trí ạ. Cho tôi hỏi, xin hỏi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ một câu là, được biết là trong cái chương trình của phiên họp tháng 5 này thì Chính phủ có thảo luận về những cái kết luận liên quan đến cái vụ cá chết ở miền Trung ấy ạ. Thì Bộ trưởng có thể thông tin cụ thể về vấn đề này không ạ? Tôi là Hoàng Hà đến từ báo Du lịch. Tôi có một câu hỏi xin đặt cho với Bộ trưởng Ma Trân Dũng. Xin Bộ trưởng cho biết cái quan điểm của Chính phủ về cái chủ trương gia hạn miễn thị thực nhập cảnh với khách quốc tế nhằm thu hút khách du lịch. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì các doanh nghiệp du lịch rất quan tâm đến cái việc mà chủ trương tiếp tục miễn thị thực cho 5 quốc gia Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý theo cái nghị quyết 46 của năm 2015. Thực tế cho thấy thì năm ký thị trường này được cái chủ trương Chính phủ đã góp phần tăng trưởng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Và đây là những cái thị trường khách mà có chi trả cao và thời gian lưu trú cao, thì các doanh nghiệp rất mong là Chính phủ tiếp tục gia hạn và nâng cái mức thời hạn miễn thời hạn nhập cảnh, là nâng từ thời hạn miễn thị thực nhập cảnh từ 1 năm đến 5 năm. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tôi đặt ra câu hỏi với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là xin Bộ trưởng cho biết những diễn biến đến thời điểm này liên quan đến vụ cá chết ở một số tỉnh miền Trung. Bởi vì trước đó thì Bộ trưởng đã nói rằng là khi nào có kết luận thì Bộ trưởng sẽ thông tin ạ. Tôi là Công Tâm, báo Gia đình và Xã hội ạ. Tôi có hai câu hỏi gửi đến Bộ Công Thương.
đấy là vừa qua thì báo Gia đình Xã hội và một số cơ quan báo chí có phản ánh về cái tình trạng là thi công cái cột điện 220 kV ở Nam Định ấy, thì là có cái tình trạng đó là nhà thầu là tự ý là cho đất vào cái bê tông, và sau đấy thì ngày hôm nay đó có kết quả kiểm định cái bê tông đấy và nó không đạt cái theo cái tiêu chuẩn. Và đến nay thì cái trách nhiệm của chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng chưa được đưa ra. Vậy Bộ Công Thương đánh giá như nào về vụ việc và trách nhiệm của chủ đầu tư? Cũng liên quan đến cột điện thì trong thời gian vừa qua thì có hai cái vụ liên quan đến cái đường dây cao thế, một là ở Bắc Giang, hai ở Nam Định. Vậy thì Bộ Công Thương đánh giá như nào về cái trách nhiệm của chủ đầu tư và cái năng lực của chủ đầu tư của Tổng Công ty Truyền tải Quốc gia? Tôi xin hết ạ. Tôi là Hữu Hoài, báo đầu tư ạ. Tôi xin phép được hỏi Bộ trưởng và đại diện của Ngân hàng Nhà nước. Thì tôi được biết là trong cái phiên họp này thì Chính phủ có thảo luận về cái lộ trình tự do hóa cái giao dịch vốn tại Việt Nam. Thì xin phép Bộ trưởng và đại diện Ngân hàng Nhà nước có thể cho biết chi tiết thông tin này. Và cũng liên quan đến cái chuyện cũng lĩnh vực ngân hàng thì xin Ngân hàng Nhà nước cho biết cái quan điểm của ngân hàng trong cái việc là vừa rồi thì Bộ Tài chính đề nghị là một số cái ngân hàng, ví dụ BIDV hoặc Vietinbank là trả cái cổ tức bằng tiền thay vì là trì hoãn cái việc đó, thì liệu là cái đó có phải là một cái tín hiệu cho rằng là cái hoạt động thu ngân sách đang căng thẳng không, và liệu cái việc đó có làm rộng hơn trong cái thời gian tới không? Cảm ơn. Trước hết thì cũng xin cảm ơn các cơ quan báo chí và các nhà báo cũng đã đặt các câu hỏi. Các bạn biết ý, thì liên quan đến cái vụ cá chết của các tỉnh miền Trung thì họp báo hôm nay thì chúng tôi có thể thông báo như thế này. Ngay sau khi phát hiện ra cá chết bất thường tại các tỉnh miền Trung ý, thì Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp chỉ đạo kịp thời và quyết liệt các bộ ngành, các địa phương. Như vậy là có hơn 30 cơ quan bộ ngành địa phương tham gia vào cuộc để thu thập chứng cứ, xác minh để tìm ra nguyên nhân vụ việc cá chết. Thế và có mời hàng trăm nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng tham gia để thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác minh, điều tra nguyên nhân. Ở trên nguyên tắc ấy, là phải dựa vào khoa học khách quan và chặt chẽ về mặt tính pháp lý. Ở trong quá trình điều tra là quan điểm Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, nếu phát hiện tổ chức cá nhân mà vi phạm thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và không loại trừ bất cứ một tổ chức cá nhân nào. Đến nay thì các nhà khoa học cũng đã xác định được nguyên nhân cá chết. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn ở trong và ngoài nước để phản biện độc lập. Hay nói khác ấy, là trước khi kết luận chính thức việc này là có mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, tư vấn trong ngoài nước để phản biện. Trước khi kết luận chính thức, vì xác định đây là vấn đề rất quan trọng,
khi công bố là nó phải đảm bảo chứng cứ, nó phải đảm bảo tính pháp lý và nó phải đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, nhất là đảm bảo môi trường biển được an toàn lâu dài. Đây là cũng là cái mong đợi của người dân chúng ta. Trước mắt, để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại, thì các bạn biết ý, ngày 9 tháng 5 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 772 để hỗ trợ gạo cho ngư dân ở vùng bị ảnh hưởng trực tiếp sự cố. Thế và tổ chức thu mua hải sản đánh bắt của ngư dân và hỗ trợ cho các tàu, hỗ trợ bằng tiền cho các tàu mà phải ngừng ra khơi, hỗ trợ lãi suất tiền vay vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp, với các chủ tàu làm nghiệp vụ dịch vụ hậu cần cá thu mua hải sản thì đã được thực hiện. Và hiện nay thì Thủ tướng Chính phủ cũng tiếp tục giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì để phối hợp với Bộ Y tế để khảo sát, xác định khu vực biển an toàn để đánh bắt, để nuôi trồng thủy hải sản. Giao Bộ Tài nguyên Môi trường rà soát, kiểm tra tất cả các dự án mà có khả năng liên quan đến xả thải trên phạm vi cả nước. Mục tiêu ấy là chúng ta chủ động để phòng ngừa và cương quyết xử lý vi phạm nếu các tổ chức cá nhân xả thải không đúng quy định giấy phép cấp thải của cơ quan có thẩm quyền. Thì với cái phạm vi đến thời điểm này thì thay mặt cơ quan phát ngôn của Chính phủ xin được thông báo với các bạn về kết quả của các cơ quan của nhà khoa học. Xin được cảm ơn các bạn. Cảm ơn Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Nhân đây thì tôi cũng trả lời luôn câu hỏi của Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam. Thì câu hỏi này đúng là câu hỏi mà Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trả lời. Trước hết chúng tôi cũng rất chia sẻ với các bạn, bởi vì chúng ta cũng rất nóng lòng về cái thông tin này. Như Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói, chúng ta, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân. Ở đây phải nói các nhà khoa học đã rất nỗ lực tìm nguyên nhân và đã sớm tìm ra nguyên nhân. Đấy. Tuy nhiên, do việc điều tra nguyên nhân cá chết là nhiệm vụ của tập thể, nhiều nhà khoa học từ nhiều cơ quan cả trong và ngoài nước, cho nên cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau cần phản biện một cách rốt ráo mới đủ cơ sở khoa học để kết luận một cách chính thức. Như chúng ta biết, bất cứ một sự sơ suất nào trong kết luận khoa học về nguyên nhân thì cũng có thể dẫn đến sai lầm trong khắc phục hậu quả. Cái thứ hai, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Cho nên cái việc xác định thủ phạm không chỉ với các bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Như các bạn biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất dứt khoát là bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào. Cho nên chính vì vậy, cần phải có thời gian điều tra kỹ lưỡng mới thu thập được những bằng chứng xác thực. Một vấn đề nữa cũng nhân đây, mặc dù các bạn không hỏi nhưng tôi nói luôn, là việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung trong cách đây 2 tháng vừa qua là một sự cố môi trường nghiêm trọng
rất nghiêm trọng chưa từng xảy ra. Dư luận quan tâm đến nguyên nhân và cách xử lý hậu quả là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cũng cầu thị lắng nghe mọi ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người dân biết. Và tôi cũng hoan nghênh vừa qua nhiều cơ quan báo chí đã kịp thời đưa những thông tin mang tính khuyến cáo đến cho người dân, thông tin hỗ trợ giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng, ngăn ngừa thiệt hại. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua. Cho nên cũng nhân cái họp báo này, tôi mong muốn và yêu cầu tất cả các cơ quan báo chí rút kinh nghiệm và nghiêm túc chấn chỉnh ngay những cái lưu ý mà tôi vừa nêu, để làm thế nào đó chúng ta cùng đồng hành cùng chính phủ và nhà nước để thông tin đến người dân một cách trung thực, đảm bảo tính xây dựng, vì mục đích chung là hướng tới người dân, phục vụ người dân ở vùng bị thiên tai. Tôi xin trả lời câu hỏi của phóng viên Công Tâm, báo Gia đình Xã hội, liên quan đến cái việc đường dây 220 kV ở tại Ninh Bình, Nam Định. Thì tôi cũng xin thông báo một số các cái thông tin về cái dự án này. Đây là cái dự án mà chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Quản lý dự án thì là Ban Quản lý dự án các cái công trình điện của miền Bắc. Đơn vị về nhà thầu xây lắp thì có liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 và Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1. Và đơn vị trực tiếp thi công cái phần móng cốt mà liên quan đến câu hỏi của phóng viên. Đây là chi nhánh 7 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà số 11. Thì về cái diễn biến thì chắc là báo chí thì cũng đã nêu nhiều, tôi không xin nhắc lại để mất thời gian của các quý vị. Tôi chỉ nêu một cái nội dung, đó là cái vị trí cột số 1, số 2, cái đoạn tuyến từ G1, G3 ở tại cái đường dây 220 kV của Trực Ninh, cắt đường dây 220 kV của Ninh Bình, Nam Định, thì do cái Công ty Cổ phần Sông Đà 11 như tôi đã nói thì thi công. Nhưng mà khi đang thi công thì có văn bản 168 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay thuộc Công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo là tuyến đường dây đi qua cái đài dẫn đường ngày thì là tạm dừng, yêu cầu là do cái việc là của hàng không cho nên là tạm dừng là cái việc thi công. Tuy nhiên là Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đấy, như chúng ta cũng đã biết là khi có cái sự xảy ra này thì đến tận là ngày 25 tháng 5, mặc dù đã có thông báo từ ngày 9 tháng 3 là tạm dừng thi công. Thế nhưng mà đến khi mà có cái vụ việc mà như chúng ta đã biết là ngày 25 tháng 5 thì chúng tôi đi kiểm tra và theo các cái hồ sơ pháp lý thì là Công ty Cổ phần Sông Đà vẫn tự ý thi công cái vị trí móng số 1 và số 2 nêu trên. Thế thì còn về cái việc xử lý của Bộ Công Thương thì cũng xin báo cáo là ngay ngày 1 tháng 6 thì Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam là trước hết đó là kiểm tra tổng hợp tình hình thực hiện các quy trình về quản lý chất lượng công trình đối với công trình nói trên và làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến việc thi công trình và giám sát kỹ thuật xây dựng theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai là làm rõ cái động cơ của đơn vị thi công trực tiếp trong việc cố ý thi công các vị trí móng cột số 1 và số 2 tuyến đường dây 220 kV. Mặc dù đã có văn bản và biên bản hiện trường yêu cầu tạm dừng thi công mà vẫn cứ thi công, mà dẫn đến cái việc mà như chúng ta đã biết về cái sự việc. Cái thứ ba là chúng tôi cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát toàn bộ chất lượng thi công các hạng mục thuộc công trình do Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thực hiện. Và cái thứ tư là chúng tôi mời cơ quan an ninh để hỗ trợ trong trường hợp cần xác minh rõ nội dung các tư liệu phản ánh của nhân dân, làm rõ động cơ của đơn vị và cá nhân liên quan trong cái quá trình thực hiện. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị là ngoài các cái công trình mà do cái Công ty Cổ phần Sông Đà 11 là thực hiện thi công thì còn nhiều công trình khác đang thi công thì trước hết là cũng phải có rà soát kiểm tra về cái chất lượng công trình cũng như cái việc là thực hiện các cái quy trình quy định có đúng hay không.
Và về hình thức xử lý sai phạm thì chúng tôi ở trong Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo là căn cứ theo cái kết quả kiểm định thì Bộ Công Thương sẽ yêu cầu EVN, vì đây là cái thẩm quyền của EVN, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là xử lý nghiên cứu các tập thể cá nhân sai phạm có thể bằng các hình thức cao nhất, kể cả buộc thôi việc, tùy mức độ sai phạm hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm tội. Và đối với đơn vị thi công thì cũng đã có đề xuất, tất nhiên phải theo cái kết luận về cái kiểm tra, là áp dụng hình thức cấm tham gia đấu thầu và các hoạt động xây dựng đối với công trình điện trong một cái thời gian nhất định theo đúng quy định của pháp luật. Thì trên đây cũng là một số các cái việc mà liên quan đến cái việc này. Và cái câu hỏi thứ hai của phóng viên cũng nói rằng cách đây một tháng, mà tôi nhớ là ngày mùng 6 tháng 5 gì đó, mùng 5 tháng 5, thì cũng có trong hộp báo thì cũng có cái việc là một cột điện là trong thời tiết cũng là không quá bất bình thường mà đổ. Thì chúng tôi cũng đã xác định đó là cái việc bất bình thường. Và hiện nay là cái đoàn kiểm tra thì cũng đã được cử đi và cũng đang thực hiện các cái quy trình, và chúng tôi khẳng định là sẽ xử lý nghiêm các cái vi phạm này theo đúng các quy định của pháp luật. Và đối với các đơn vị thi công, như tôi nhắc lại là cũng đã tính đến cái việc là cấm cái việc là tham gia các cái công trình mà liên quan đến vấn đề xây dựng, các cái liên quan của các cái công trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung, cũng như là của cái Tổng Công ty Truyền tải Điện Việt Nam. Xin báo cáo hết. Ngân hàng Nhà nước cũng xin trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến cái đề án về lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn tại Việt Nam. Thì cũng báo cáo với các đồng chí phóng viên rằng đề án này thì đã được Ngân hàng Nhà nước phối hợp rất là chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để xây dựng. Và trong cái phiên họp thường kỳ chính phủ vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo, và hiện nay thì thực hiện theo cái kết luận của Thủ tướng Chính phủ cũng như là ý kiến của các thành viên chính phủ, thì Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện một số những cái nội dung để mà hoàn thiện đề án và cũng sẽ trình lại chính phủ. Và chắc chắn rằng là khi chính phủ thông qua cái đề án này thì sẽ cung cấp thông tin cho báo chí ạ. Về câu hỏi thứ hai liên quan đến cái việc Bộ Tài chính có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cái người đại diện vốn nhà nước có cái ý kiến và biểu quyết về cái vấn đề chia cổ tức của BIDV và Vietinbank. Thì về vấn đề này thì hiện nay sau khi nhận được cái yêu cầu của Bộ Tài chính thì các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu, xem xét và đánh giá những cái mặt thuận lợi đối với cái việc mà chuyển cổ tức về ngân sách nhà nước, đồng thời cũng đánh giá những cái khó khăn đối với hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng để có thể là đề xuất cái cách thức thực hiện làm sao mà phù hợp với lại cái đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã được chính phủ thông qua, và Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ báo cáo chính phủ về vấn đề này. Vấn đề về gia hạn miễn thị thực cho công dân các nước, thì các bạn biết ý, thì thủ tục miễn thị thực nhập cảnh cho công dân cũng như doanh nghiệp là một trong giải pháp hết sức quan trọng để chúng ta thúc đẩy tăng trưởng của du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay thì chúng ta đang miễn thị thực cho 22 nước. Thế và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng ý, là cũng đang xem xét những cái đề nghị doanh nghiệp và công dân của các nước. Thế và tuần tới thì cơ quan Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo với Thường trực Chính phủ về xem xét cái lộ trình để thực hiện vấn đề miễn thị thực nhập cảnh. Ở trong cái chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản vừa qua ấy, thì về phía chính phủ Nhật Bản thế và tổ chức JICA Nhật Bản cũng đề nghị là chúng ta xem xét vấn đề miễn thị thực. Chứ nếu như mà cấp thị thực 3 tháng thì đây là những vấn đề mà đang được Thủ tướng xem xét. Thế và tới đây là sẽ tổng kết lại một năm thực hiện cái việc là miễn thị thực cho các nước, thì tới đây sẽ tổng kết
đánh giá lại, sau đó thì sẽ xem xét được xử lý vấn đề này. Và xin được thông báo với các bạn đến thời điểm này thì khi có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo tiếp. Em là Nguyễn Mạnh ở báo Diễn đàn Đầu tư Bitline.vn ạ. Em xin có hai câu hỏi đúng không ạ? Câu hỏi thứ nhất là vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ có thực hiện các chuyến công tác ở nước ngoài ạ. Đầu tiên là chuyến công du đầu tiên là đến Nga, tiếp đến là Nhật ạ. Cho em xin hỏi ý nghĩa của những chuyến công tác này và tới tiến trình hội nhập và cũng như là quá trình phát triển kinh tế ạ. Thứ hai đó là em muốn hỏi lãnh đạo Bộ Công Thương về giá than của TKV ạ. Theo em được biết thì là giá than hiện nay TKV đang bán cho các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng là 1,8 triệu ạ, trong khi giá của các doanh nghiệp khác chào là 1,7 triệu ạ. Thì nhiều phản ánh là cho thấy là cái mức chênh này lên tới hàng ngàn tỷ đồng ạ. Và Bộ Tổng cục Năng lượng thì có chỉ đạo là tập trung mua than của TKV ạ. Theo em xin hỏi là quan điểm của Bộ Công Thương về cái vấn đề này và liệu cái chỉ đạo này của Tổng cục Năng lượng có phải là làm méo mó thị trường và làm méo mó cái sự cạnh tranh bình đẳng không ạ, của các doanh nghiệp không ạ? Em xin hết ạ. Em là Bích Diệp của báo Dân Trí ạ. Em xin được hỏi chị Mai bên Bộ Tài chính về cái vấn đề đấy là về cái kết quả thanh tra 8 cái dự án trong cái dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1 ý chị. Thì cái được biết là cái việc mà phê duyệt tổng mức đầu tư chưa chính xác lên đến gần 1.900 tỷ thì không biết là cái quan điểm của Bộ Tài chính về vấn đề này như thế nào? Và hiện cái phương án giải quyết trong cái vấn đề này là sao ạ? Xin cảm ơn ạ. Tôi Xuân Tùng, báo điện tử Infonet ạ. Xin được hỏi Bộ trưởng Mai Tiến Dũng một câu ạ. Thưa Bộ trưởng, từ cuối năm 2015 thì Thủ tướng đã yêu cầu là các tỉnh dừng xây dựng trung tâm hành chính và quảng trường. Nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm này thì một số tỉnh vẫn đang tiếp tục xây dựng đấy, thì chính phủ sẽ xử lý cái việc này thế nào ạ? Cái câu hỏi thứ hai xin được hỏi Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường ạ. Đèo hầm đường bộ Phú Ra Phước Tượng thì hiện nay thì đang xây dựng trạm thu phí cách đó khoảng chừng 6 km. Vì sao lại chọn trạm thu phí này? Vì khi mà xây dựng trạm thu phí ở địa điểm này thì sẽ có rất nhiều phương tiện không đi qua hầm Phước Tượng vẫn bị thu phí, và chủ đầu tư thì đã trình Bộ Giao thông Vận tải danh sách 110 phương tiện không đi qua mà bị thu phí, và trình là xin miễn giảm thu phí. Thì Bộ Giao thông có phê duyệt cái phương án do chủ đầu tư trình không ạ? Xin cảm ơn ạ. Vâng, tôi là Công Thọ bên báo Kinh tế và Đô thị ạ. Tôi xin hỏi đến ông Nguyễn Hồng Trường ạ. Vừa qua thì trên báo chí cũng nói rất nhiều về chuyện đó là chúng ta sẽ có thêm một cái sân bay Nội Bài thứ hai nữa. Thì đến nhân dịp ở đây thì xin ông có thể nói rõ hơn về cái kế hoạch này được không ạ? Trước hết thì xin được cảm ơn báo Diễn đàn Đầu tư. Các bạn biết ý, thì từ ngày 16 đến ngày 25 thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Dmitry Medvedev. Đây cũng là thể hiện cái sự tin tưởng cũng như là mong muốn quyết tâm rất cao của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Ở trong chuyến thăm thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Medvedev. Hai bên cũng đã bàn toàn diện các vấn đề liên quan đến thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cái việc đầu tư các dự án mà hai nước, hai chính phủ đã ký kết. Có thể nói là hai thủ tướng cũng đã bàn những cái nội dung hết sức là chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng cái yêu cầu và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Thế và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cũng sẽ tạo những cái xung lực mới, những cái khích lệ mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở trên cương vị nguyên thủ quốc gia
tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với đối tác Liên bang Nga, thế và thể hiện cái mạnh mẽ vai trò của Việt Nam tham gia đóng góp thúc đẩy cái đối tác toàn diện và tiến bộ với ASEAN ở Nga. Trong các cuộc tiếp xúc song phương thì Thủ tướng cũng gặp nhiều các nhà lãnh đạo của khối ASEAN, gặp các tổ chức ngân hàng và các tổ chức của thế giới, thế và trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy cái quan hệ song phương và triển khai các hiệp định về thương mại, đầu tư và du lịch. Tiếp theo cái chuyến công tác tại Liên bang Nga, thì từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Tại phiên họp chính thức G7 và phiên họp G7 mở rộng, thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc có bài phát biểu hết sức quan trọng. Ở trong đó tập trung bàn vấn đề nâng cao hạ tầng chất lượng của khu vực. Ở trong đó vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác hỗ trợ tương trợ của các nước. Các bạn biết ý, tại hội nghị thượng đỉnh G7 thì Thủ tướng Chính phủ cũng gặp tiếp kiến với Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh, thế và hội đàm với Thủ tướng Nhật Abe, gặp trao đổi song phương với Chủ tịch Liên minh châu Âu, Chủ tịch tổ chức IMF, Thủ tướng Sri Lanka, rồi một số nước. Ở trong hội đàm với Thủ tướng Abe Nhật Bản, thì hai bên cũng đã bàn tập trung đẩy mạnh thúc đẩy cái mối quan hệ của hai nước Việt Nam Nhật Bản, ở trong đó tập trung để thúc đẩy cái quan hệ song phương. Thế và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Nhật Bản là chúng ta sẽ nhập khẩu quả lê của Nhật Bản. Thế và phía Nhật Bản cũng đồng ý xem xét cái việc đề nghị của Việt Nam liên quan đến xuất khẩu vải thiều, rồi quả gì? Không, em thanh long đỏ, ăn chưa nhớ thanh long đỏ. Đấy. Thế và đặc biệt là như các bạn báo du lịch vừa nói là phía Nhật Bản cũng đề nghị là chúng ta xem xét lại vấn đề miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản, thay vì là chúng ta cấp thị thực 3 tháng. Thì quan điểm Thủ tướng là sẽ xem xét vấn đề này là sớm và yêu cầu Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất sớm vấn đề này. Nhưng theo hướng ấy, là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật và công dân Nhật Bản sang du lịch. Đặc biệt là hai Thủ tướng cũng bàn nhiều vấn đề liên quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao.
nhất là các doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam. Như vậy, ở chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, xác định đi thăm chính thức Cộng của Liên bang Nga, dự hội nghị ASEAN và thăm chính thức thăm Nhật Bản tiếp và dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và dự cái phiên họp của G7 thế và gặp gỡ trao đổi các nguyên thủ của các nước G7. Có lẽ là chúng ta duy nhất sau 42 năm của G7 lần đầu tiên Việt Nam tham dự, có thể nói là chuyến thăm thành công của Tổng thống Mỹ Obama, đó tác động rất quan trọng với các nước trong nhóm G7. Các bạn biết ý, là khi Thủ tướng tiếp xúc với tất cả các nguyên thủ quốc gia trong nhóm G7 và các tổ chức quốc tế, cũng như là ngay cả vấn đề ở Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Liên minh châu Âu, rồi các tổ chức của Nhật Bản đều đánh giá cao. Đầu tiên ý, là chúc mừng chuyến thăm thành công của Tổng thống Mỹ Obama sang Việt Nam. Thế và Tổng thống Mỹ cũng nói khi mà gặp Thủ tướng chúng ta ở Nhật ý, là sang Việt Nam, ở chúng tôi, ở trong lòng Tổng thống Mỹ đã có sự thay đổi rất lớn, đã có cảm nhận cực kỳ tốt. Thế và cái câu chuyện chuyến thăm Việt Nam đã lan tỏa tới tất cả các nguyên thủ quốc gia của các nước. Và ông nói rằng tôi đã kể chuyện và tôi sẽ kể chuyện hết về chuyến thăm thành công của tôi ở Việt Nam với các bạn của chúng tôi. Và xin cảm ơn các bạn. Thay mặt cho Bộ Thông, tôi xin trả lời hai câu hỏi của các phóng viên. Cái thứ nhất là về câu hỏi về cái trạm thu phí của cái hầm Phú Gia Phước Tượng. Thì như chúng ta đã biết ấy, thì hầm Phú Gia Phước Tượng thì được đầu tư bằng hình thức BOT. Và hai cái hầm này ấy, là của một nhà đầu tư. Và hiện nay ấy, thì hầm đã xong và đang đưa vào khai thác sử dụng và chuẩn bị đưa vào thu phí. Thì để mà xác định cái trạm thu phí này ấy, thì Bộ Thông Vận tải, Bộ Tài chính cùng với Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã lựa chọn một cái địa điểm là hết sức là hợp lý. Trên cơ sở như vậy là theo kiến nghị của Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế thì nếu mà đặt cái trạm thu phí ở cái vị trí Phú Gia Phước Tượng ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái khách du lịch đến cái khu Lăng Cô, và đồng thời như vậy là nó gần cái trạm Phú Bài, nó quá gần cái trạm Phú Bài là chỉ được có khoảng là chưa đầy 50 cây số, cho nên là phải lùi cái trạm này ra phía Hải Vân. Và tại vị trí đó là nằm ở cái biên giới của hai địa phương là Huế và Đà Nẵng. Thì như vậy tức là cái vị trí đó thì là nó cũng rất hợp lý và cũng cách cái trạm Phú Bài là trên 70 cây số. Thì khi mà đặt cái trạm ở đấy thì cũng xảy ra một cái hiện tượng giống các cái trạm khác, tức là nhân dân ở cái vùng lân cận cái trạm đó thì đi qua trạm nhiều lần mà phải đóng phí. Thì vấn đề này thì chúng tôi cũng đã giải quyết ở các cái trạm khác tương tự như các trạm khác. Cái thứ nhất ấy, là đối với những cái khổ mà kinh doanh vận tải ấy, thì như vậy là bán vé tháng, nhưng mà vé tháng đó lại giảm tiếp 50%. Thì như vậy là cái tiền mà đi qua cái trạm đó là rất thấp so với cái mức độ mà của cái vé hàng ngày. Còn đối với các cái hộ mà thường xuyên mà có thể là đưa con em đi học mà, thì chúng tôi cũng đã yêu cầu như vậy là Ủy ban Nhân dân xã, phường ở đấy như vậy tập hợp cái số lượng xe ô tô ở đấy để có chính sách. Thì cái này ấy, thì chúng tôi yêu cầu nhà đầu tư ấy, là trên cơ sở như vậy tức là trích một phần cái lợi nhuận của mình để miễn phí cho các cái gia đình đó. Thì hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện thành công ở cái trạm Hạc Trì của Việt Trì, rồi cái trạm Lương Sơn của Hòa Bình, và hiện nay là cái trạm Phú Bài, thì cái trạm của Phú Gia Phước Tượng thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành như vậy.
và nhân dân cũng là rất đồng tình. Chứ còn bây giờ nếu chúng ta ban hành một cái cơ chế chính sách để mà giảm cho toàn bộ những cái đối tượng đó thì như vậy nó sẽ không công bằng đối với tất cả cái trạm còn lại. Cho nên là chúng tôi cũng thống nhất là sẽ dùng cái trích một phần lợi nhuận của nhà đầu tư để xử lý miễn giảm tối đa cho các cái hộ mà lân cận của các cái trạm đấy. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã thống nhất với Bộ Tài chính và cái trạm Phú Gia Phước Tượng sẽ được thu phí trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì sắp tới đây thì chúng ta sẽ triển khai cái hầm Hải Vân thứ hai. Thì như vậy là đối với hầm Hải Vân thì cũng sẽ tiến hành thu phí. Thì khi mà có cái hầm Hải Vân thì chúng tôi sẽ phối kết hợp giữa cái trạm này và trạm Hải Vân thành một trạm. Để như vậy tức là không phát sinh thêm một cái trạm thứ hai. Để như vậy tức là có thể tức là phối hợp giữa Phú Gia Phước Tượng và Hầm Hải Vân trong cái tổng thể của một cái trạm để thu phí cho cả hai dự án. Thì chúng tôi cũng thông báo trước cái vấn đề này để các ông chí biết. Thì câu thứ hai về sân bay Nội Bài. Thì báo cáo ông chí thì về sân bay Nội Bài thì Thủ tướng Chính phủ đã có cái phê duyệt quy hoạch tổng thể. Đối với như vậy là 4 cái nhà ga T1, T2, T3 và T4. Thì hiện nay chúng ta đã hoàn thành xong 2 cái nhà ga T1 và T2. Còn T3, T4 là đối diện với T1, T2 qua cái trục đường đấy. Và cái quy hoạch này thì cũng đã cắm mốc lộ giới để có thể quản lý kế hoạch để có thể thực hiện. Khi mà chúng ta đạt là khoảng như vậy là từ 80 đến 100 triệu hành khách năm cho cái sân bay quốc tế Nội Bài trong tương lai. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là cái tốc độ tăng trưởng hàng không của Việt Nam chúng ta trong cái những năm vừa qua là rất lớn, bình quân là từ khoảng 14 đến 17%, như năm nay là khoảng 16%. Đặc biệt là cái hãng hàng không Vietjet có một tốc độ tăng trưởng khá lớn về cả đội tàu bay cũng như là các cái mở cái tuyến trong nước cũng như là quốc tế. Cho nên là phải nói là sân bay Nội Bài là cái mức tăng trưởng như thế, cho nên hiện nay theo dự báo của chúng ta tức là đến năm 2020 thì sân bay Nội Bài sẽ đạt khoảng 20 triệu hành khách một năm. Tuy nhiên đến giờ phút này, năm nay là năm 2016 thì như vậy đã đạt là khoảng 17 triệu hành khách năm. Và chúng tôi dự kiến đến năm 2017 sẽ đạt khoảng 19,4 triệu hành khách một năm. Thì như vậy là đối với hai cái nhà ga T1 và T2 như vậy đã là mãn tải. Thì để mà giải quyết vấn đề này, đi thấy trước vấn đề này ấy, thì nếu bây giờ chúng ta thực hiện cái phương án mà làm T3, T4 thì đây là một giá rất lớn phải trình Quốc hội giống như Long Thành. Cho nên là cái thời gian để mà đầu tư T3, T4 thì phải mất ít nhất từ 5 đến 7, thậm chí đến 10 năm. Thì như vậy chúng ta sẽ không đáp ứng được cái quá tải hiện nay. Cho nên Bộ Giao thông Vận tải là giao cho Cục Hàng không dân dụng và Tổng ty Hàng không Việt Nam, Tổng ty Cảng Hàng không Việt Nam nghiên cứu để mở rộng cái nhà ga T2, T1 hiện nay. Thì để mà nghiên cứu vấn đề này thì làm thế nào đáp ứng ít nhất là khoảng từ 20 đến 25 triệu hành khách năm. Thì như vậy là cái phương án sơ bộ thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ xây dựng thêm một cái đường cất hạ cánh ở phía Nam. Nhưng mà hiện nay là có hai đường cất hạ cánh và xây dựng thêm một cái đường hạ cánh thứ ba. Và đồng thời như vậy là mở rộng cái nhà ga T1 để đáp ứng được cái khách nội địa. Còn riêng cái nhà ga T2 thì khi thiết kế cái nhà ga T2 thì phía tư vấn Nhật Bản đã để chờ cho chúng ta phải kéo dài sang một bên, như vậy là có thể thêm được khoảng 4 đến 6 cái chỗ sân đổ máy bay nữa, là kéo dài hai bên. Thì cái này là trong cái thiết kế đã dự phòng rồi. Thì việc mà kéo dài của nhà ga T2 ra là rất đơn giản. Bây giờ chúng ta là theo cái module chúng ta chỉ lắp vào thôi. Thì như vậy có thể là đáp ứng được là thêm là từ 6 đến 8 chỗ máy bay đậu nữa. Thì còn đối với T1 ấy, thì như vậy là chúng tôi sẽ cải tạo các cái tầng của nhà ga để có thể là đưa đón khách ở cái tầng 3. Và hiện nay cũng đang thực hiện. Thì như vậy cũng có thể đáp ứng được là cái lượng hành khách là lên khoảng 25 triệu hành khách năm. Thì về phương án cụ thể thì chúng tôi sẽ lập và trình chính phủ sau. Thì hôm nay tôi chỉ có báo của các đồng chí về một cái phương hướng và như vậy. Và về cái tiến độ thực hiện thì chúng tôi cũng đang cố gắng trình chính phủ để thực hiện cái việc mở rộng này trước năm 2020. Tôi xin trả lời của phóng viên Nguyễn Mạnh của báo Diễn đàn Đầu tư liên quan đến việc liệu có cái chỉ đạo của Bộ Công Thương mà trực tiếp là Tổng cục Năng lượng về cái việc chỉ đạo
cho chủ đầu tư là nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 mua than do TKV sản xuất hay không, và liệu cái giá mua như vậy thì nó có cao so với cả các cái doanh nghiệp khác mà chào hay không, liệu có thất thoát cái tiền của ngân sách nhà nước hay không. Thì trước hết thì chúng ta cũng đã biết vấn đề năng lượng, mà đặc biệt là an ninh năng lượng là một vấn đề hết sức quan trọng. Để có việc đảm bảo an ninh năng lượng mà như chúng ta hiện nay đang có, thì chúng tôi khẳng định đây cũng không phải là thành tích của Bộ Công Thương, càng không phải là thành tích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay là các cơ quan đơn vị khác của Bộ Công Thương, mà đây thực sự là thành công thành tích của Chính phủ, Đảng, Nhà nước, kể cả cái việc chúng ta đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đủ điện cho tất cả người dân, mà gần như đến nay là gần như là đã khoảng 99%, hơn 99% là đảm bảo cái lưới điện đến cho người dân, kể cả những cái vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Kể cả chúng ta cũng đã thực hiện được mong ước của Bác Hồ đưa điện ra đảo Cô Tô. Thế còn quay lại cái vấn đề an ninh năng lượng, thì vấn đề cung cấp điện nó không phải đơn giản như là một cái việc chúng ta có một cái hợp đồng mua bán bình thường. Nói đến an ninh năng lượng là các nhà máy nhiệt điện, ví dụ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 thì phải có hàng năm đã đưa vào cái tổng sơ đồ điện 7 mà đã được Chính phủ phê duyệt, phải đảm bảo hàng năm phải cung cấp đủ cái lượng điện đó. Và muốn cung cấp điện đó, và đây là nhà máy nhiệt điện, thì cần phải có một cái lượng than đảm bảo tính ổn định lâu dài cho việc sản xuất điện. Và chính vì vậy là ngày 26 tháng 8 năm 2015 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 21 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than. Theo đó thì Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương là phải phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện từ nguồn than trong nước do TKV và Tổng Công ty Than Đông Bắc, đây là của Bộ Quốc phòng, sản xuất, và Bộ Công Thương phải chỉ đạo TKV, PVN, tức là Petro Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, là mua than trong nước cho sản xuất điện từ hai đơn vị này. Có nghĩa rằng là không thể bất cứ một đơn vị nào có thể cung cấp điện, cung cấp than để sản xuất điện, mà đây là chủ yếu tập trung vào hai cái đơn vị lớn mà có nguồn than ổn định và đủ để đảm bảo cho việc sản xuất điện, để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đấy là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai là sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Công Thương thì cũng đã có công văn là yêu cầu phê duyệt cái việc công văn 758 là gửi TKV cũng như là Công ty Than Đông Bắc, là vừa yêu cầu và đề nghị là cung cấp đủ than cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Và theo đó thì đến ngày 6 tháng 4 thì TKV thì cũng đã gửi các đơn vị, và sau đó thì cũng đã ký hợp đồng với cả TKV với tổng số là cái hợp đồng là 2,6 triệu tấn than. Thì và tuy nhiên là do cái sự cố thì Công ty Điện Vũng Áng thì cũng đã báo cáo là có cái sự cố là cái máy phát tổ máy số 1 là dự kiến phải mất khoảng 10 tháng để sửa chữa. Và vì vậy là cái lượng than để sản xuất điện mà đã ký với cả TKV thì cũng đã đủ để cho cái việc mà sản xuất than và điện theo đúng các cái quy định. Và chính vì vậy là Tổng cục Năng lượng thì cũng đã yêu cầu là TKV là tiếp tục thực hiện cái hợp đồng của mình đã ký với cả nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, và để đảm bảo cho cái lượng điện sản xuất mà theo như là hai bên cái nội dung đã ký, chứ cũng không có cái việc là chỉ có một mình TKV là được phép cung cấp. Thì tôi cũng xin cung cấp thêm một số các cái thông tin là liên quan đến câu hỏi của phóng viên. Xin cảm ơn câu hỏi. Liên quan đến câu hỏi của báo Dân Trí về cái dự án mở rộng quốc lộ 1, thì Bộ Tài chính cũng xin được thông tin. Đó là năm 2015 thì Bộ Tài chính tiến hành thanh tra 8 cái dự án mở rộng quốc lộ 1 bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Và 8 cái dự án này thì với cái tổng mức đầu tư là 53.317 tỷ. Và trong cái quá trình thanh tra thì đã kết luận thanh tra và kiến nghị là kiến nghị với các chủ đầu tư và các ban quản lý là giảm tổng mức đầu tư là 1.866 tỷ. Thì trong đó là không đúng về cái khối lượng và định mức là 1.321 tỷ,
Và do ấy, là điều chỉnh quy mô của dự án là 544 tỷ. Thì cái kết luận này cũng đã được ban hành. Và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi cho Bộ Giao thông Vận tải và đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị, ban quản lý dự án và chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư theo kết luận thanh tra, đồng thời chỉ đạo giảm giá trị dự toán, giảm giá trị hợp đồng các gói thầu xây lắp và giảm giá trị nghiệm thu thanh quyết toán theo kết luận thanh tra. Đồng thời cũng đề nghị với Bộ Giao thông làm việc với Bộ Xây dựng để xác định cái định mức sản xuất bê tông nhựa liên quan đến 8 cái dự án này. Và đồng thời cũng làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất về cái phụ cấp không ổn định sản xuất 10%. Thì đây cũng là cái vấn đề tranh cãi và chưa rõ ràng, chưa có cái văn bản hướng dẫn rõ ràng. Đấy, thì Bộ Tài chính cũng đã đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải. Và đồng thời là trong cái văn bản của Bộ Tài chính gửi Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu là Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan đến các cái dự án này. Trước khi kết thúc cái phiên họp báo của thường kỳ tháng 5 của Chính phủ, thay mặt các đồng chí chủ trì các cơ quan họp báo, xin được gửi lời cảm ơn các nhà báo đã có mặt hôm nay và đặc biệt đã quan tâm có các hỏi các cơ quan. Trong cái trả lời với cơ quan báo chí, với tinh thần là cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chí. Tuy nhiên, ở giác độ khác nhau, cũng có thể là cung cấp ở mức độ cơ bản những nét lớn, những chính. Thì rất mong các nhà báo hết sức quan thông cảm. Với cái nhận thức ấy, là các đồng chí làm nhiệm vụ nhà báo và cái truyền thông giữ một vai trò cực kỳ quan trọng nhằm truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng nước, nhằm định hướng dư luận, thế và cũng đã góp phần rất quan trọng cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giữ cái thương hiệu của Việt Nam chúng ta. Thay mặt các cơ quan chủ trì báo chí họp báo hôm nay thì xin một lần nữa xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí phóng viên báo chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được kết thúc của hôm nay.